Xin kính chào quý khán thính giả đã đến với video tập nói tiếng Anh số 15 của Mr. Định. Theo nhiều yêu cầu và câu hỏi của quý khán thính giả thì hôm nay Mr. Định sẽ hướng dẫn quý khán thính giả phân biệt và sử dụng hai cặp từ đó là during và while, soon và early. Phần đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt during và while during bản thân là một giới từ, chính vì vậy nó sẽ đi trước một danh từ. Từ này có nghĩa là trong suốt quá trình. Quý khán thính giả hãy nhớ, sau during đó là một danh từ chỉ thời gian. Ví dụ I couldn't sleep during the night. Suốt đêm tôi không ngủ được. Thì đi sau during chúng ta có danh từ chỉ thời gian the night ban đêm. Ví dụ tiếp theo, it didn't rain during the summer. Suốt mùa hè trời chẳng có mưa. Thì đi sau during trong câu này đó là danh từ thời gian the summer. Our products will be on sales during August. Sản phẩm của chúng tôi sẽ giảm giá trong suốt tháng 8. Thì đi sau during là danh từ August, tháng 8. Hay như ví dụ sau. He did a lot of good things during his life. Ông ấy đã làm rất nhiều việc tốt trong suốt cuộc đời mình. During his life. His life là một cụm danh từ. I visited lots of places during my holiday. Trong suốt kỳ nghỉ, tôi đã đi thăm rất nhiều nơi. Khác với during là một giới từ thì while là một liên từ, có nghĩa là trong khi và đi sau while thường là một câu hoàn chỉnh có đủ chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Quý khán thính giả hãy nhớ đi sau while sẽ là một câu hoàn chỉnh. Ví dụ I read the book while you were cooking. Tôi đã đọc một cuốn sách trong khi bạn nấu ăn. Thì đi sau while là câu you were cooking. Hay như trong ví dụ sau. While I was in the US, I visited the White House. Tôi đã tới thăm nhà trắng khi tôi còn ở Mỹ. Sau so while là một câu I was in the US. Ví dụ tiếp theo. While she was pregnant, she used to be depressed. Trong thời gian mang thai, cô ấy thường bị trầm cảm. Như vậy, sau during một giới từ sẽ là một danh từ chỉ thời gian và đi sau while một liên từ sẽ là một câu hoàn chỉnh quý vị nhé. Tiếp theo phần 2 chúng ta sẽ phân biệt hai trạng từ soon và early. Hai trạng từ này đều có nghĩa là sớm. Vậy thì chúng khác nhau ở chỗ nào, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Để dễ dàng hiểu được sự khác biệt của hai từ này, chúng ta sẽ chia màn hình làm hai. Bên trái là màu đen, bên phải là màu trắng. Màu đen tượng trưng cho những việc đã xảy ra, còn màu trắng thì tượng trưng cho những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ranh giới giữa màu đen và màu trắng chính là thời điểm hiện tại, lúc mà chúng ta đang nói hoặc đang viết. Ở phần màu đen chúng ta sẽ có từ early, trạng từ sớm. Tại sao? Vì early diễn tả những việc đã xảy ra trước cái thời điểm chúng ta nói hoặc viết. Còn phần màu trắng sẽ là nơi ở của soon, tức là soon được dùng để diễn tả những việc sẽ sớm xảy ra trong tương lai so với thời điểm nói hoặc viết. Ví dụ chúng ta thường dùng từ soon trong các tình huống Come and see us soon. Hãy tới thăm chúng tôi sớm nhé. Thì ở đây, việc tới thăm chưa xảy ra và chúng ta hy vọng nó sớm xảy ra. See you soon. Hẹn sớm gặp lại. He'll come back soon. Anh ấy sẽ sớm trở lại. Get well soon. Sớm bình phục nhé. Và early diễn tả những việc đã xảy ra trước cái thời điểm chúng ta nói hoặc viết ví dụ he came early anh ấy đã đến sớm we had dinner early chúng tôi đã ăn tối sớm i usually get up early and go to bed early tôi thường thức dậy sớm và đi ngủ sớm Chúng ta sẽ không bao giờ nghe thấy câu I usually get up soon and go to bed soon. Như vậy tóm lại, soon diễn tả những việc chúng ta mong sớm xảy ra so với thời điểm mà chúng ta nói hoặc viết. Tức là sẽ xảy ra trong tương lai, còn early sẽ dành cho những điều đã xảy ra tính tới thời điểm chúng ta nói hoặc viết. Video xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Thank you for watching and goodbye.